Được như vậy cũng êm ấm quá đối với kẻ muốn trốn đời như anh. Ai dẫn bà đến? Cần gì ai dẫn? Anh còn đứng trên trái đất, tôi còn sống, có gì lắm ngạc nhiên khó hiểu. Trong quá khứ khi người ta đã quá chán chường bộ mặt kẻ đó, có gặp lại, đụng mặt nhau, chẳng hay ho ích lợi gì. Ông nói ông quá chán chường cái bộ mặt của tôi. Vậy chứ hồi trước ông đến với tôi bằng tình yêu hay vì nhan sắc một thiếu phụ đang xuân? Bà nói cái gì? Tôi nhớ bà đến với tôi thì đúng hơn. Vì ái mộ một võ sĩ vô địch, bà tìm đủ mọi cách đến gần tôi. Nếu lúc đó ông cứ lẩn tránh tôi, ông cũng cần tôi đó chứ. Ngày tháng lần lửa, sự tha thiết chiều chuộng của bà, tôi đã thật dạ yêu bà. Tất nhiên người đàn bà này có sắc diện cuốn hút lấy ông. Bà làm giàu nhờ vào danh tiếng của tôi, rồi tánh xa hoa phóng đãng đưa đẩy bà xa tôi. Sóng gió nổi lên, chia tay phải đến. Không lửa làm sao có khói. Ông phải thừa nhận mình là thằng đàn ông vũ phu, dao to búa lớn với vợ. Bà đi hỏi hết đi, hỏi những cặp vợ chồng sống trên thế gian này có lắm lúc cắn đắng gấu ó với nhau không. Tôi không muốn có một người vợ trắc nết vô trách nhiệm với gia đình. Người ta lấy nhau có thể vì tiền, vì nhan sắc, nhưng nếu muốn ăn đời ở kiếp với nhau, phải vô tay chồng tại vợ xây tạo tình thương trên lằn mực ân tình. Hạnh phúc hay khổ đau là để thử sức lòng mình. Có chịu nổi phong ba bão táp hay vội vấp ngã trước mùi phú quý vinh hoa. Sự sẵn kia được tinh bằng của chồng tống vợ, bình quyền trong đối xử phải trái phân minh. Tôi không thể kéo dài cách sống chồng hờ vợ tạm, thà chia tay mỗi người mỗi ngã hơn sống chung trong mặt dáng mài dài. Tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa cũ. Tôi muốn hỏi ông, ông trả lời cái biệt thự tính sao? Giải quyết đi. Tôi nhắc cho bà nhớ, tôi còn đứng tên tôi là chủ, nó còn là tài sản của hai đứa nhỏ, một đứa con riêng của bà, một đứa con chung. Tôi không bán ngôi nhà chi tiền cho bà đem nương trong sập bài. Bà ăn chơi lấy tiếng với mấy thằng cha đổi lớp ông này ông nọ. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì bà sập bẫy vùi thấy, không còn tình chồng vợ. Nhưng hai đứa con vẫn ràng buộc người tạo sanh ra nó. Cha mẹ không thể bỏ con sống đầu đường xó chợ, nó quán trách hờn căm mang mối hận đời. Nó khôn lớn hết rồi, bán nhà chia phần cho nó làm vốn sống. Bà là mẹ mà bà ngu lắm. Ê, mày ngu chứ ai ngu. Nè, gọi tôi bằng mày, tôi bạc tai bà. Muốn gì hả? Hãy chờ phiên xử chính thức của tòa án. Bà về đi. Nên nhớ, không ổn thỏa, biết tai bà. Muốn bình yên cũng không được. Ba! Ba! Bà thấy tôi
con kiếm nhà ba hay không? Gặp ba con mừng quá. Gặp hai con ba cũng quá vui. Nói gì? Anh nói đại đi. Dạ. Anh nói ha. Nói đi. Dạ thưa ba. Dạ tụi con. Thôi mấy em nói đi. Dạ. Nè. Hai đứa muốn thưa gửi ba việc gì đó? Ba. Ba ơi. Hai đứa con á thành lập ban nhạc trẻ. Ở đâu? Dạ ở đây. Xuân với con hả ba? Thêm cô bạn của con nữa, Tam Cà. Dạ tụi con thiếu tiền mua nhạc cụ. Bạo gan đến xin ba nè. Bao nhiêu? Ít thôi. Dạ khoảng lượng vàng hả ba? Ít lắm. Ba, lần này ba cho tụi con đi. Tụi con không có dám làm phiền ba nữa đâu ha? Việc gì mà phiền với không phiền. Không có tiền thì xin ba. Ba có thì ba cho. Ba có hả ba? Trời đất ơi, thấy không? Anh đã nói rồi mà. Ba lúc nào cũng xô chết trên đường anh trời. Ba dễ thương quá à. Các con có việc làm nuôi sống bản thân, ba phải mừng chứ. Nên hư thành bại của con cái trên đường đời, trách nhiệm phần lớn phải thuộc về cha mẹ. Dạ thứ ba. Có thứ cây người ta trồng trên nóc nhà, trong chậu kiện, phải bỏ công từng giờ từng ngày dũng phân tưới nước. Cũng có loại cây hoang dại lớn lên giữa bùn đen hay vùng đất khô cằn. Hoa vẫn thơm và trái vẫn ngọt như thường. Các con sanh ra không gặp điều hạnh phúc, tuổi trẻ phải biết sớm vào đời mà tìm lấy miếng ăn. Ngày mai này dẫu phải lâm gian truân, nhưng yêu cuộc sống buộc chúng con tranh đấu. Nếu còn bàn tay khối óc mà nằm lì than đói khổ, quá ra loài sâu bỏ đục quét xã hội con người. Ba thấu hiểu tâm trạng của hai con. Với số tiền con xin đó, Để cho ba có thời gian liệu cách. Ba, tại vì ba buồn chán không muốn làm gì hết. Chứ con nghĩ ba của con không có bất tài đâu. Chuyện bất hòa giữa ba và má đã làm gãy đổ gánh gia can. Một khi đã yêu thương, tổ ấm sớm tối bên nhau, ai mà không dốc lòng hy sinh xây dựng. Con sống gần bên má, nhưng tình thương thiếu hẳn đậm đà. Muốn ở kề cận bên ba, Thì ba lại biền biển phương xa. Ba ơi, khoảng trong ấy hai con đủ sức hàng gắn lại. Cứ phận dân mà không lúc con có những bốc đồng nổi loạn, suy nghĩ ra chỉ thiệt vào thân. Ba ơi, cái hố sâu tội lỗi cứ chực chôn vùi, kẻ nón dài phải can đảm vượt qua mới tồn tại về sau. Hai con nghiệm được điều hay lẽ phải. Ba tin hai con sẽ nên người. Nếu sẵn có tiền á, ba cho liền. Vậy ngày nào hả ba? Con về chờ. Cậu Năm đến báo tin ha. Dạ, tụi con về nghe ba. Ba ơi, con chờ ba từng ngày đó nghe ba. Coi kìa, ba hứa là có mà. Cái anh này khéo nịnh à. Em còn tâm lý hơn anh nữa. Con về nghe ba. Hai đứa về đi. Dạ, chào cậu Năm. Ba tôi chờ cậu. Hai đứa tới nhà hồi nào vậy Dượng?
Nó đến hỏi thăm sức khỏe tôi. Cậu đi đâu lâu vậy? Bàn chuyện cho kỹ phải lâu. Tôi thay mặt Dượng nhận lời. Đây nè, giấy hẹn nhà tổ chức đến gặp Dượng á. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã từ chối. Đây đâu có phải là trận quyết đấu tranh chức vô địch. Vậy Dượng hãy nhận lời đi đấu võ đài, lấy tiền giúp quỹ viện cô nhi. Tôi đã giải nghệ đeo găng nhiều năm rồi. Đọc giấy này rồi Dượng sẽ rõ. Dượng chỉ cần biểu diễn sơ sơ, có tên của Dượng mới thu hút người xem. Quơ dài ba hiệp tiền vô hết nghèo. Với số tiền này dịp mai cho hai đứa nhỏ. Thôi được, ngày mai cậu gặp nhà tổ chức, tôi đến bàn cụ thể hơn. Vậy là có tiền đầu cơ tích trữ rồi. Gạo, nước mắm, muối, hành, tiêu, tỏi, ớt ăn tới chết cũng không hết luôn. Giờ này rồi lo cơm nước đi chứ. Có liền ngay. Ủa, em mua thức ăn gì mà nặng nề vậy? Em nấu cho anh một món tuyệt ngon. Đâu coi, thịt heo, khoai tây, hành củ, gia vị đủ thứ. Em nấu món ragu ăn bánh mì. Cậu Năm à? Gì đó? Bắt lửa lên chùi son. Son chảo sạch rồi. Cậu biết nấu món ragu không? Món gì ra lu? Ragu. Ăn thấy ngon, chưa đứng bếp món này à. Đây nè, đây là sách dạy nấu ăn. Trong này có món ragu, để em điều khiển ha. Nè, cậu phụ làm bếp nha. Biết rồi, để tôi nấu cho. Đưa sách cho cậu Năm, theo đó tuần tự làm. Em ngồi xuống võng nghỉ chút cho khỏe. Dạ. Anh xin hỏi em tình yêu là gì? Nghe nói rằng như trái đắng không tên. Tình yêu là bể khổ dây oan. Cháy nhà, lửa cháy, cháy nhà, cháy. Trời đất ơi, cháy nhà. Chết rồi, cháy. Chữa cháy, chữa. Rồi đổ mẹ hết rồi. Con gái của bà ngoại con đâu rồi? Ngoại đi công chuyện, chắc tới tối mới về. Ba cần gì nhắn lại đi rồi con nói cho ngoại nghe. À, cũng không có gì gấp lắm đâu. À, lúc nào rảnh ba gặp ngoại cũng được. Sao, lúc này con học hành ra làm sao? Nói cho ba nghe coi nào. Cũng như lúc trước thôi ba. Vậy à, vậy thì ba cũng yên tâm. Ba có biết lúc trước con học hành ra sao đâu mà ba nói là ba yên tâm. Thì thì miễn con thi đậu, con được tiếp tục học là tốt rồi. Thí dụ như con học dốt, con bị đuổi ra khỏi trường, ba có biết không ba? Thì ba tin tưởng bà ngoại con sẽ không để cho con hư đốn như vậy đâu. Ôi, mà chuyện dù có cái chuyện đó xảy ra thì cũng đã làm sao. Con gái học bao nhiêu đó đủ rồi. Tính cái chuyện chồng con đi là vừa rồi con gái à. Bữa nay con bận lắm, con sắp phải đi ôn bài với bạn con. Nếu ba muốn chờ ngoại thì cứ chờ, con đi sửa soạn đây. Coi kìa Thúy An, cha con lâu ngày mới gặp nhau, sao con lại cư xử lợt lạc với ba vậy hả con? Cũng chính vì lâu ngày mới gặp một lần nên có nhiều lúc con cứ ngỡ mình là đứa mồ côi, không mẹ không cha thì làm sao có tình cảm đậm đà. Mà tánh của con thì không ưa gian dối, tay bắt mặt mừng, nhớ nhớ thương thương. Trời ơi, con thấy nó ngượng lắm ba ơi. Ba ở bên ngoài bận lo chuyện làm ăn nên ít có thời giờ để mà ghé thăm con. Và lại bên con có bà ngoại đêm ngày dạy dỗ ông cần
ba mới được yên tâm. Tội nghiệp cho ngoại, hết khổ vì con, rồi bây giờ phải lo cho cháu. Bù cho những người chỉ biết sanh con chứ không hề có trách nhiệm với con. Sao con nói vậy? Dù ít dù nhiều, ba cũng có trách nhiệm với ngoại con về chuyện nuôi nấng con chứ. Bằng tiền là đủ phải không ba? Hơn thế nữa, ba luôn quan tâm đến cuộc sống của con. Ba muốn con được hạnh phúc. Cụ thể là ba đang lo cho con một tấm chồng quyền quý cao sang, là một thương gia giàu có, đôi vây ba là chỗ bán bè, bảo đảm cho con một cuộc đời tươi sáng. Ba nói gì? Ba định gả con. Tuổi của con bây giờ đã lớn khôn rồi, nhưng cuộc đời vốn nhiều cảm bẫy. Ba sợ con nghi phạm phải sai lầm, nên ba đứng ra chọn người hợp lý. Ba, con chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân, vì con đang lo chuyện học hành. Có chồng rồi vẫn học được có sao đâu con. Hơn nữa trong chuyện vợ chồng, đâu thể nào để người khác chọn thay. Người khác đó chính là cha ruột của con, đã dạy dặn trong kinh nghiệm trường đời sẽ không chọn lầm, không để hại cho con. Con không thể nào lấy một người mà con không hề yêu. Nhưng họ giàu có và chân thật lắm con à. Cái thời bây giờ người xấu nó nhan nhản ở ngoài xã hội, con chưa có kinh nghiệm mà bọn Sở Khanh nó gian xạo lắm. Con bị lừa gạt là chết cả cuộc đời rồi đó, con có biết không? Bao nhiêu người đàn bà điêu đứng dưới tay ba, có người điên loạn, có người bỏ xứ ra đi, và thậm chí có người tự tử nữa. Đã có ba làm tấm gương soi rồi, ba sợ con bị lừa chi cho mệt. Ba về đây để lo hạnh phúc cho con, chứ không phải để nghe con chỉ trích đâu nghe. Con cũng không muốn xen vào đời tư của ba làm gì. Nếu ba thật lòng lo cho hạnh phúc của con á, thì con cảm ơn ba. Nhưng con đã chọn được người rồi ba à. Con nói cái gì? Con chọn được người rồi. Dạ, chừng nào đám cưới con sẽ mời ba đến đứng chủ hôn. Ba không mất phần đâu mà ba sợ. Nhưng mà ba cấm con, con không được lấy người không phải do ba chọn lựa. Tại sao? Thì tại vì... tại vì không phải người của ba chọn á thì sẽ sụp đổ đi mưu cầu lợi lộc của ba, phải không ba? Mày muốn nói gì hả? Thưa ba, dù ba không tròn trách nhiệm người cha, nhưng mốt nọ mai kia con sẽ nuôi dưỡng cưu mang ba cho đến ngày 300 tuổi. Chứ ba đừng tính chuyện gả bán con cho tỏa lòng tham vọng của riêng mình. Đổi trao tình ai giữa chợ đời vun lừa lóc điêu ngoan. Như ba đừng đem hạnh phúc cả đời con mà đắm vào lợi ích của ba về dân gia. Khi ba vui trong ba tiền sang cả, vì con bị đẩy rơi vào địa ngục dương trần. Con nói cái gì vậy Thúy An? Chẳng lẽ ba lại xô đẩy con vào địa ngục sao mà con nói như vậy? Người ta quá vợ lại giàu có, được một cô gái trẻ và xinh đẹp như con làm vợ, cưng không hết chứ đài đỏ cái nỗi gì. Sung sướng như tiên, khổ cái nỗi gì không biết nữa. Dạ thưa ba, con không tranh luận với ba về quan niệm tình ái trong cuộc sống, vì con đã thừa hiểu thế nào là lẽ sống của đời ba. Con chỉ xin ba, xin ba hãy để cho con tự tìm lấy cho mình một tương lai hạnh phúc, dù không bằng bát vàng nhung lụa hay cửa rộng nhà cao, nhưng nó được bảo đảm bằng trái tim và lý trí.
một ràng buộc sau cùng. Xin ba đừng cắt đứt thâm tình phụ tử. Khi muốn xô đẩy con vào những trận ba đào của lừa lọc điêu ngoa. Nếu con nói vậy á, để ba bàn chuyện này với ngoại con. Ngoại sẽ không làm theo ý ba đâu. Con cứ chờ xem. Con nói rồi, hạnh phúc cả đời con phải do con chọn lựa. Ba cũng vậy mà ngoại cũng vậy, sẽ không ai ép được con đâu. Ba đừng vội hứa hẹn với người ta rồi sau này khó ăn khó nói. Xin phép ba, con ra nhà sau có việc. Để ta coi mày chống nổi tao không chứ. Anh Hùng Lan à, sao bà biết tôi ở đây? Hồi sáng em tới nhà tìm anh, thấy anh vừa lái xe đi nên em vội vàng đi theo. Em chờ anh ngoài này từ nãy giờ đó. Tìm tôi có chuyện gì không? Em định nhờ anh. Nè nè, tôi không phải là két bạc của bà đâu nghe. Bà đánh đâu thua đó. Nợ nần chồng chất tứ văn, cứ nay một ít rồi mai một ít, làm sao tôi chịu nổi. Bà có biết là sổ nợ của bà bây giờ hết chỗ ký tên rồi không? Em biết. Nhưng không có nhưng nhị gì hết á. Trả hết nợ cũ đi rồi muốn gì cũng được. Anh Hùng, hồi đó tới giờ em đối đãi với anh thế nào mà bây giờ anh tính toán so đo với em quá vậy? Bà nói cái gì? Bà định kể ơn kể nghĩa với tôi đó hả? Ơn nghĩa gì hả bà? Tôi cho bà những cái thứ mà bà cần, bà bù cho tôi những cái thứ mà tôi thiếu. Đó là sự sòng phẳng chứ không ai thỏa ơn ai. Thì bà đừng nên kể lễ dông dài. Cái tánh của bà quá mê chuyện bạc bài. Tôi đâu có phần làm cho bà khánh kiệt, mà bà cứ lần này lần khác đến làm phiền tôi. Nể tình xưa nên tôi cho bà vay nợ, đó là tôi biết điều hơn nghi lẽ thiệt. Một lần nữa thôi xin anh hãy rộng lượng, mà cứ giúp em qua cơn hoạn nạn. Trễ hẹn với người ta họ đòi đắm đòi chém, cùng đường rồi nên em mới tìm anh. Nếu hết đường lo thì cứ bán nhà rồi trả cho người ta đi, và cũng phải trả cho tôi luôn à. Căn nhà kia anh Dũng đứng tên mà, em không muốn anh biết chuyện riêng của em. Sao? Sợ xấu hổ với chồng cũ của bà hả? Anh Hùng, lâu nay anh cũng biết mà, trái tim em đã trao trọn về anh, và mình cũng đã hứa hẹn cùng nhau câu bạc đầu tư tốt. Em đã không tiếc với anh bạc tiền vật chất, và đã theo anh lao vào trong cuộc sống muôn màu. Mình đã giờ đây em bỗng chơi vơi hụt hẫng, lửa tình ráo rực giờ chỉ còn lại mơ trơ lạnh trơ dơ. Thấy anh đã quên rồi những hẹn ước mà chúng ta đã trao nhau khi mặn nồng chăn môi. Và Hùng ơi, anh bỏ rơi em trong bóng tối âm u khi hối mọi cung trùng. Vẫn biết tình của chúng ta chỉ là tạm bợ trong lúc chung mình cố đơn lạc lòng. Nhưng một lần này nữa sau cùng xin anh cứ vớt cơ.
Tôi nói với bà một lần chót thôi nghe. Tôi với bà không còn ràng buộc cái gì nữa hết. Chuyện của bà thì bà lo. Bất cứ giá nào, bà cũng phải trả nợ cho tôi đúng kỳ hạn. Bằng không đừng trách tôi. Chào bà. Anh Hùng, anh Hùng. Trời ơi. Anh Năm. Đi đâu á? Tìm ai vậy? Anh không nhìn ra tôi sao hả anh Năm? Nhìn ra chứ người ta làm biếng nhìn vậy thôi. Nhìn chi kẻ không phúc hậu. Hỏi gì hỏi lẹ đi, tôi bận công tác lắm à. Anh Năm, anh nên nghĩ chút tình anh em. Lúc này tôi cần sự an ủi của anh mà anh Năm. Giàu có quên quang cái mặt thấy ghét. Khi túi rỗng thì có ai mà giúp cho. Cô đã té xuống hố sâu, có mòi lên cũng tùm lum bụi dơ. Tôi đang hoạn nạn, xin anh hãy thương hại, đừng bối nhục thêm nhiều. Tôi chết ngay bây giờ à Năm à. Đi chỗ khác chết nè nghe. Chết ở đây bận tâm xã hội lắm mà. Tôi chết liền cho anh thấy nè anh Năm. Bớ xã hội. Người ta tự sát. Dưỡng nó đâu? À, dân phi dân tặc đây hả? Câm cái miệng lại đi. Ông cũng câm họng ông lại đi. Đó, con gà mái dầu béo bở của ông đó, nó mổ côn trùng độc hại đó, nó quẹo cổ nằm cho co đó, bồng nó về đi. Gieo gió gặt bão. Tôi tìm gặp cô này á. Nhà của tôi nghe, muốn đôi co ra ngoài đường á. Rồi anh làm gì tôi? Hả? Làm gì hả? Mời ông đứng đó đi. Để tôi mời chủ nhà ra làm ông. Dưỡng nó đâu, võ sĩ đâu đó. Sao? Cô định chạy thoát khỏi tay tôi hả? Đâu có dễ. Tôi không muốn nhìn cái bộ mặt bỉ ổi của ông. Kẻ xảo quyệt đang bị khinh. Đúng, cái mặt sử khanh chuyên lừa gạt đàn bà. Của cải của tôi nay đều sạch hết. Có còn gì ông chưa chịu buông tha? Tôi hận ông, nếu được có thể giết ông. Số nợ kia cô trả đủ là êm xuôi. Tiền nơi sòng bài tiền đổi mau chẳng chơi. Máu gì tiền nhơ nhuốc lừa gạt đàn bà. Tôi đổi mạng này lấy mạng của ông. Nhớ cho, sinh mạng cô đang nằm ở trong tay tôi. Đó đó, dưỡng về đây. Có một người muốn chết, một người thì đòi nợ. Anh Dũng đó hả? Anh thoát chết ở trong trận đấu là mài phước. Giết một mạng người không phải dễ, nhất là người đó đã biết cách phòng thân. Anh Dũng, tên Hùng tổ chức đêm võ đài từ thiện đó, mục đích thanh toán hận thù với anh. Dượng vì thương thằng Thành với con Xuân nên mới nhận đấu võ đài. Ai mà dè đâu lọt vô mưu kế của cái tên Sở Khanh bịp bộm đó chứ. Ai Sở Khanh hả? Tụi nói phong long gì ra, ai có tịch thì nhúc nhích đi. Cậu ở đây đi, tôi đi ở đây tôi nóng có chuyện à. Tôi nói cho ông biết, nếu không vì mục đích từ thiện, trận đấu không như ông tưởng đâu. Sao? Ông còn định tổ chức mấy trận nữa? Tôi đến đây đòi nợ vợ anh. Bán nhà trả nợ cho vợ anh. Tôi kỳ hạn một tay tháng này. Không xong á thì vợ chồng sẽ nhận hậu quả. Anh Dũng. Em hiểu ra tâm địa tên Hùng thì đã muốn mặt. Đời đối với em hiện giờ thật vô nghĩa. Bây giờ tôi hỏi bà, tôi phải làm gì đây? Về với em đi anh.
tôi phải nói cách nào hơn cho bà nhẫn chân ý nghĩa. Vì tôi không thể về nơi ở kia, bề ngoài uy nghi nhưng giống ngôi nhà mồ, bóng đêm chợt chốc cứ hiện ra. Em cần sự rộng lượng thứ tha của anh Dũng ơi. Bà Hương, bà là người đàn bà can đảm mà. Dũng, giờ đây em ngã quỵ không ai cứu giúp mơ. Tội lỗi em dây phải trả bao nhiêu lần. Với anh em xin quỳ dưới chân, được chết dưới tay anh sống làm gì đã mất hết người thân. Tôi trả thù bà để làm gì? Không còn thương yêu thì đừng ai nấy đi. Anh phải thương con của anh. Tôi đã làm tròn trách nhiệm người cha cho cả cuộc đời mai hậu của nó. Chính bà đã xua đuổi nó ra khỏi nhà. Sự sống của hai đứa con lấy gì làm bảo đảm tương lai? Chúng bỏ nhà ra đi, em chẳng biết ở đâu. Dũng ơi, nó cần có cha mẹ. Dũng à, đừng bỏ mặc em anh Dũng ơi. Tôi không thể nào trở về làm chồng bà được. Em tự sát chết cho anh vừa lòng thỏa dạ. Sao lại có chuyện vô lý nữa chứ? Vô lý? Vô lý thật là vô lý. Dũng ơi, tại sao đời tôi phải lệ thuộc vào sự sống cả cái chết của đời bà? Dũng ơi, đừng bỏ em, đừng bỏ em, Dũng ơi. Buông tôi ra. Em lại anh mà Dũng. Buông tôi ra. Dũng. Tôi bảo buông ra. Dũng ơi. Đừng bỏ em, Dũng. Mắt của em đã thâm, môi nhạt màu son vàng, tâm hồn trống lạnh như mồ quáng nơi nghĩa địa. Nếu anh không còn chút lòng thương thì em còn sống nữa mà chi trên cõi tàm dương trần. Anh là niềm tin, là ánh sáng soi rõ cứ vết cứ tội tàm loạn. Em thả biển thả sông khoảng đời tươi đẹp, trăng trôi ngỡ ngàng khi đối diện với lương tâm. Như kẻ thoát tử đạo điên vì nỗi chán trường buồn đau say rứt, oan hận thằng đàn ông dám manh bụi bạc. Thì hình ảnh của anh hiện hiện quen, xứng đáng cho em kính ở trong ngầm. Có lạc vào sa mạc mới thấy quý giọt nước lã làm sao. Cứ đứng dậy mà đi, tập cho đôi chân vừa bị vấp ngã được bước trở lại bình thường. Con đường đi đến cuối cuộc đời em, xin anh hãy đồng hành. Dũng ơi, nếu không có anh em sẽ lẻ loi cô độc, biết sống nhờ tháp người về đâu. Hãy nắm lấy tay nhau trở về nhà cũ, đốt lại ngọn.
cùng sống lại buổi đầu nhỏ to tâm sự. Em đã lạc vào sa mạc, mong sao được uống nước mặt nguồn. Hai con chúng ta sẽ mừng lắm cười giang, được gọi cha gọi mẹ vì lòng tha thiết. Trước mắt em bao nguồn vui chờ đợi, em sợ lắm Dũng ơi, em sợ lắm. Từng ngày khắc khoải bóng mà đêm. Tôi không dám hứa với bà tôi trở về ngôi nhà ấy. Bà để cho tôi có thời gian suy nghĩ. Tên Hùng, nếu nó cứ tiếp tục giở trò bỉ ổi, em không để nó yên đâu. Thôi, tôi khuyên bà hãy khéo mà dàn xếp. Em phải cho nó ngồi tù. Anh à. Bác sĩ nói anh bị chấn thương, có nặng lắm không? Anh đã có thuốc trị, em yên tâm. Từ nay anh đừng có nhận đánh võ đài nữa nha. Làm quá phụ tội nghiệp em. Anh ăn cam. Anh đâu còn ham tiếng tăm. Cuộc thượng đài vừa qua là vì lý do riêng. Báo tin anh biết, em sẽ xin nghỉ học. Nghỉ học? Tại sao xin nghỉ học? Em đang có việc làm khá tiền. Em làm nghề gì? Ca sĩ chánh thức. Anh văn sĩ ơi, ban nhạc của tụi em rất được khán giả hâm mộ. Hôm nào diễn gần, em mời anh đến thưởng thức ban nhạc Tam Ca Yêu Màu Hồng. Tam Ca Yêu Màu Hồng? Có phải hai ca sĩ nam tên là Thành, nữ tên Xuân phải không? Sao anh biết? À, anh quen thân với ba của hai ca sĩ đó. Ba đứa thương nhau như ruột thịt. Nhưng mà... Nhưng mà... Rồi sao em buồn? Ngoại buộc em phải trở lại trường nội trú. Thúy An, em trở lại Đà Lạt à? Ôi chờ ai, chờ ai đêm trăng. Gió tôi sương xám, mịt mờ khói nhuộm hoàng hôn. Tiếng mưa đêm bên ngoài gió rít từng cơn chạnh lòng. Ngồi nơi đây bút giấy buồn tên, anh viết chỉ tên em trang tình. Anh ơi, sương mù mỗi sáng nơi đó che tầm mắt biết đóng giọt sầu tưởng nhớ. Trưa mặt trời lẻ loi tựa trăng đêm, chiều mưa bay u dột má hồng đào. Rồi từng cơn gió lại hàng thông già lòng cô gái mộng mị trao duyên gian dở suốt canh trường. Sách vở vô tri chẳng gối lạnh lùng, em như người cô phụ đứng bên sông cửa dõi mắt trong chờ hình. Lòng rộn lên khi nghe tiếng nhạc ngựa reo vang, nhưng đó chỉ là tiếng thời gian điểm người cô phụ trợ.
An nè. Ngoại muốn cho Thúy An học hành đến nơi đến chốn. Hãy vâng lời cho ngoại được vui. Anh Dũng, làm sao em yên tâm ăn học được khi trái tim lần đầu nhận ra nhịp đập tình yêu. Cả vườn hoa không là chi hết nếu khách xem hoa không biết được nét đẹp từng loài. Anh ơi, sự lặng lẽ của trái tim không biết nói sao lại rực hồng tỏa sáng cả trời mơ. Phải chăng khi yêu báo tim thôi thương đến cùng hòa chung mạch sống yêu đời. Anh nào sợ mưa đầy nắng đổ một cõi lòng đã cứng cõi với gian nan. Thương cho em tuổi còn son trẻ sợ mình không đáp tròn rồi hối tiếc mãi. Em tin tưởng nơi anh. Thúy An, thật không ngờ cô mất nết thư thân đến như vậy. Ông đây, tôi là cha của nó, không lẽ tội tôi làm trời bắt con tôi phải trả? Ba bình tĩnh nghe con nói nè. Bình tĩnh để con tự do yêu. Một điều tệ hại đến như vậy. Sao, lắm buồn ngãi của thằng cha đó là phải không? Không ai bỏ bùa mê ngải độc hại con cả. Con yêu anh Dũng. Nói yêu nghe ngọt quá. Anh với em đồ nữa. Bà nhất quyết không để con hư đốn đến mức độ như vậy. Từ nay xa ngà lân không được lui tới chỗ này. Anh đã thù tôi phải không? Thâm độc hiểm sâu. Không như ông nghĩ, tôi không phải là thằng hèn hạ. Tôi mới biết đây thôi, ông là cha Thúy An. Do tình yêu con đến, con chọn đúng người, có chi là hư đốn. Danh giá gia đình con tự bôi đen, ngoại nuôi dạy con yêu bừa bãi như vậy chăng? Đừng mong hẹn hò chờ đợi, tôi thưa anh về tội dụ dỗ con người ta chóng mắt mà chờ xem. Về ngay đồ khốn, đi về. Không, con không đi. Đi cãi lưng tao hả? Ba, anh Dũng. Thúy An ơi, hoàn cảnh ngang trái đẩy đưa vô tình khó làm sao cho anh phân giải nên lời. Quan nghiệt vợ anh sanh già lăng loạn, kẻ gian phu là chính ông hùng. Anh và vợ phải sống ly thân, tình anh bỗng nhiên như một âm mưu. Anh đau lòng lắm Thúy An ơi. Dũng ơi, sao lại có trái ngang này, em biết làm sao đây? Không có phương cách nào hết, phải lên Đà Lạt vào nội trú trong chùa. Ông Hùng, ông đã từng yêu ai trong đời, làm sao ly giải trái tim? Ngày sau đầu xanh thành tóc bạc, rồi ông cứ nghĩ suy ra ly lẻ chữ tình. Không có thứ tình giữa mày với con tao. Thúy An, ra khỏi nhà này ngày tức khắc. Ba. Thúy An, con phải biết, nó chẳng yêu thương gì con đâu. Nó mê hoặc con là vì mục đích muốn trả thù bà đi nè. Ba. Ông Hùng, cho ông có là kẻ thù nơi tôi đi chăng nữa, tôi cũng không có giả tâm hèn hạ. Chúng tôi quen nhau tình cờ, qua tháng ngày hiểu nhau, trái tim buộc ràng ly lẻ yêu thương. Tôi xin thề tình yêu đó da sáng gương trong,
mong cho tình thương trọn vẹn. Tôi sẵn sàng nói lời gian xin. Há mình trước nghi ông, giờ đây tôi chẳng thấy ngại ngùng. Con cầu cần gian xin ba bỏ qua mọi chuyện, qua cứ đi qua như là ác mộng, cho ngày mai hạnh phúc con được vuông tròn. Tình yêu không phân tuổi ta, tình yêu không đỏ nghèo sang. Xin để cho lắm xanh dần mơn mận trên cành. Trời đất vô tình gây cảnh mưa dầm nắng. Làm khổ đời con, con đã tìm bóng đêm trú ẩn. Không, ba phải đưa con ra vùng ánh sáng, nơi đó có nhà cao cửa rộng, đại lộ thênh thang cho con cất cánh tung trời. Lòng thủy chung chỉ có được đến môi, những kẻ giải khờ đã biết bao gia đình tan vỡ vì cảnh nghèo, nên chẳng được trong âm ngoài em. Họ sống luôn ngẩn mặt nhìn lên, khao khát bay lên mây xanh, có thân không còn vướng bận. Tiếc thay đôi mắt con quẩn quanh nơi khung cửa hẹp, đã thấy gì ngoài con chim dục bay qua. Con cứ mãi mê tiếng hát ru em mà ngủ say trong lòng sắt gió. Thưa ba, dù có được nằm trên nệm ấm chăn êm, mà cõi lòng không được nhen nhóm lửa tình thương, thì cũng là nơi đọa đài tâm hồn thể xác thưa ba. Đó là cách nói mở đường cho ai đánh mất niềm tin và tương lai tươi đẹp, phá hủy đốt cháy tất cả những vách ngăn rào cản, đi tìm cho bằng được nuôi bao mà tận hưởng lạc thú. Con ơi, tuổi xuân trẻ khoảnh khắc già nua, khi đó con hối tiếc thì âu đã quá muộn màng. Cả tuổi đời ba nổi trôi chìm lắm dần, ngôi đầu lên nhìn tường tận mặt trái của cánh bài. Phải can đảm lật mặt bọn gian manh, đừng cho nó lừa mình bằng mọi giá, rồi con sẽ thấy thứ hạnh phúc nơi nhà tranh vách lá, không giống trôi nổi rét đói trong đời. Nếu con không muốn chuyện đổ máu nơi đây, con mau ra khỏi chỗ này ngay tức khắc. Ba, ba đã bỏ rơi con rồi, bây giờ chỉ vì một chút hiềm khích riêng tư mà ba tiếp tục làm khổ con. Ba tàn nhẫn, ba ác độc lắm. Thúy An, Thúy An, cầm đi, mày đừng hòng đụng đến con tao. Thank you.
mới sáng sớm đã bấm chuông rồi. Ai mà rảnh rang quá vậy không biết nữa. Trời ơi, hiện tượng gì đây? Ủa, Thúy An, làm gì nhìn tôi trân trối vậy? Trời đất ơi, còn cười nữa, bộ kinh dị lắm hả? Không, không phải kinh dị, mà ngạc nhiên. Có phải là Thành không vậy Thành? Thì Thành đây, hoàng tử đây cô bé lọ lem mà. Hoàng tử ơi, nguyên nhân nào khiến cho hoàng tử thay đổi mau quá vậy? Có thể cho cô bé lọ lem này biết được không? Chẳng hay cô bé lọ lem muốn biết những gì? Những chuyện không bình thường của hoàng tử đó. Cái gì mà không bình thường? Bộ cô em cho là tôi bị mát hay sao? Không phải mát, nhưng Thành hôm nay không giống như Thành hôm qua. Thành của hôm qua thì đầu tóc bù rối nè, quần áo bê bối nè, mà nhất là mắc phải cái bệnh lười, chưa từng thấy ai hơn làm biến chải đầu cũng không chịu đánh răng, hết ngủ rồi ăn, ăn xong lại nằm. Có bữa đến đây đã trưa trờ chưa trật mà anh còn chưa thức dậy. Tôi đâu có ngờ đã bị người ta để ý đến tôi không sót một chuyện gì. À, vậy mà hôm nay thì chưa có 7 giờ đã thức, lại còn ra ngoài này cứ tạ nhảy dây thật là sung sức. Trang phục thể thao, quen sống tự do, sinh hoạt thế nào và ăn ngủ ra sao chẳng có một ai nhắc nhở phê bình. Nhưng hôm nay anh đã đứng đầu ban nhạc thì phong cách phải đường hoàng và chững chạc nè, để không làm liên lụy tới hai em bị người ta đánh giá chê cười. Anh đã bỏ được bệnh lời, lại còn thể thao mỗi sáng, cứ giữ mãi như thế này chắc là em Xuân mừng lắm. Không biết tại sao lòng tôi có gì lạ lắm, nghĩ đến những ngày vô vị đã qua, tôi tự trách mình sao quá bê tha. Nè, nếu anh cứ như thế này hoài thì em với Xuân sẽ ủng hộ anh hết mình. Tụi em hứa sẽ không cằn nhằn anh như trước nữa. Bảo đảm hai em sẽ không có cơ hội cằn nhằn anh như trước nữa đâu. Mà nói trước cho anh đề phòng, tập tạ thì phải tập thường xuyên và đúng cách, chứ tập không có phương pháp.